cho mẹ đi. Tí rồi à hu, cứ bóp chân đi. Bóp chân đi nào, vừa bảo yêu mẹ như nào nhỉ? À thế rồi, không yêu mẹ đúng không? Yêu thì bóp đi. Bóp chân, bóp chân. Nào bóp chân cho mẹ nào, đau chân quá. Ôi chân đau thế. Chân đau kinh khủng luôn, mà con gái nó không bóp, con gái không thương. Này đẻ làm gì? Thế là bóp đi nào. Massage, massage. Đi ăn cho hỏi nè. Massage, massage. Nào nó bóp chân chưa? Ok bóp chân đi rồi đi bật tivi luôn này. Nó bóp đi. Bóp đi. Bảo bóp chân cơ mà. Bố sẽ bật cho, cứ bóp đi. Bóp chân mẹ đi, alo công an à? Vâng đúng rồi, nhà tôi có đối tượng là Mai Nguyễn Khánh My. Nhưng mà không phải chứ. Như đây. Không được chống người thi hành công vụ. Con này. Con này bố láo thôi. Dạ mẹ. Dạ mẹ đây. Đưa để tao gọi cho công an. Đưa đi. Bỏ tay. Con gái bố láo à? Bỏ tay cho em. Bỏ tay ra đây điện thoại mẹ mẹ. Ồ kìa.